thì chị bảo mơ á à, bắt đầu khóc bắt lạnh quá bắt đầu về nhà của hạt hả hồng hai từ đi nhà 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 cho bác cấp cấp à đây bác lại hỏi nào rồi cho bác về nhà với không đâu bác đi đi tôi nhẹ nhẹ thôi nghe cũng đỡ nữa hả bác đi đi hả là bác buồn quá đi cấp 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 à đấy là bác cháu đi hả trắng thôi cho mình vào nhà với được rồi cho bạn vào nhà đây về đây bác uống khóc rồi mười ra mười cái nghe đỡ sập mắt rồi không nè con mình bị sập mắt rồi một ai mà sẽ kiếm mẹ hả chẳng thôi cấp 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 hả hồng đây tao mẹ về nhà với hả hồng mày về nhà đây vô nhà rồi cái chuyện sắp mới hả.